mở cửa trái tim. Các bạn hãy xem cái cảm nhận đầu tiên của mình hôm nay dành cho đối phương là đúng hay sai nha. Xin mời các bạn. Chào em. Đúng rồi. Đúng không em? Nãy chọn anh kia là trật trót lắm rồi. Chọn 3 lần mới trúng. Đâu, chọn 2 lần cái nhiều. Lần anh này không trúng qua anh này thôi. Anh này là 1 rồi, đúng rồi. Chắc em đúng chị. Đúng không? Chị nghĩ chắc cũng đúng á. Phải cô đó không? Đúng rồi không em? Đúng. Ủa nhìn không giống à? Thế hơi giống này. Cái cảm nhận đầu tiên nãy mình đoán xong rồi, khi mà cánh cửa trái tim được mở ra thì cảm nhận của hai bạn như thế nào? Trước khi cảm nhận thì cho em tặng quà cho anh rồi, trước. Rồi, tặng đi. Buổi tối năm nay sẽ tặng cho em bó hoa. Xin cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Anh có đọc sách không ạ? Có, mình thi thoảng thôi, anh cảm ơn. Em tặng anh quyển sách này, hy vọng anh đọc nha. Đọc nha, chứ không phải về xong rồi quăng luôn đâu nha. Em hốt buồn buồn yêu nhau, cái người ta hỏi cuốn sách nó nói gì, cái không nói rồi người ta giận đó. Về cái tựa đề của nó thì là bình thản yêu trong thế giới hỗn loạn. Thì mình nói chung tình yêu thì nó sẽ đến một cái cũng ngẫu nhiên và mình tùy duyên. Yêu trong lúc mà thời thế nó hỗn loạn nghe cơ nha. Bình yên đi nghe cơ nha. Thì em nhìn thấy bạn cũng xinh, dễ thương. Cảm ơn. Thì cũng chắc là cũng cái mẫu người đang tìm. Ốm ốm xương xương phải không? Xương xương thì vợ nó thương. Sao bên này? Em nói chung cũng hơi đúng gu. Đúng quá chứ còn hơi gì nữa, thiệt tình luôn, còn mình đặt mất cỡ nữa. Rồi nói đùa thôi, bây giờ á chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một ít thời gian. Chương trình mình là hẹn ăn trưa nên bây giờ mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Cái Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là khao ọp, có nghĩa là cơm chiên trái thơm. Món ăn này được kết hợp từ nguyên liệu như là trái thơm nè, hành tây nè, heo xông khói nè, lạp xưởng, trà bông nè và hạt điều, và kết hợp với các gia vị Thái đặc biệt như là nước mắm mực, bột cà ri, tạo cho món cơm chiên của mình một cái hương vị rất đặc biệt, rất khác lạ và mang nét đặc trưng của Thái Lan. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món cơm chiên nha. Dạ. Rồi nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời em Dục. Dạ đúng rồi. Em làm ở Bình Dương hả? Dạ đúng rồi. Em ở Gò Vấp nhưng làm Bình Dương. Anh làm bên quận 2 này. Còn nhà thì ở thì bên quận 9. Quận Đức mình nhá. Quận 2 qua Gò Vấp hơi xa. Không, chạy Phạm Văn Đồng lên là tới rồi. Em thấy chạy mười mấy cây lận. Nhớ rồi. Để em ăn đi. Cái quan điểm của tình yêu của em như thế nào nhỉ? Em nghĩ thì cần người chia sẻ là nhiều hơn. Vì thứ nhất về công việc là nhiều áp lực hơn. Rồi thời gian cho gia đình cũng có thể là hơi không, nói chung là không có giống như những bạn hành chính. Anh hiểu, cái công việc đó là công việc thì anh thì cũng là nhận xét là cũng một người là có thể là chia sẻ được công việc nhà anh có thể làm được. Cái quan điểm tình yêu anh là phải chân thành và chia sẻ cho nhau, cái gì mình chia sẻ nhau thì dễ hiểu hơn. Anh có nóng tính không? Anh không có nóng tính. Anh ở quê được, giờ hiện tại mình làm trong này ổn định không? Đúng rồi. Ví dụ lập gia đình mình có về quê không? Không, anh thì làm cái này ở đây luôn. Thì dạ, anh chuyển hộ khẩu hôm nay rồi. Là ý là mình xác định ở đây? Xác định trong này luôn. Nếu mà hẹn mình tin tức được với nhau á, thì khoảng bao lâu em mới lập gia đình? Nếu em xác định á, thì khoảng tầm 5 đến 2 năm, 2 năm rồi. Bây giờ đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đôi khi lấy chồng về vẫn đi học bình thường thôi, gì đâu. Thì chồng về chồng lo. Nhưng mà quan trọng có tạo điều kiện không ấy? Có gì đâu không điều kiện được. Một khi đã xác định rồi thì người ta nói là 9 bữa là 10 mà. Đúng không? Thì có điều kiện thì cứ học thôi. Em cũng nghĩ vậy. Nói chung vì do hiện tại mình cũng nghĩ là 1-2 năm nữa thì đến lúc đó học cũng sắp xong rồi. Nên cũng cố gắng. Sao cơm chiên Thái Lan ngon không? Ăn được chị ạ. Được ha. Ăn ngon là một chuyện mà nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được nhiều rồi chị. Mà hẹn hò sao? Chắc sau chương trình là mình hẹn luôn. Đúng rồi, xong chương trình là mình đi luôn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một đúng không? Lấy vợ về có cho vợ đi làm không? Ủa có chứ chị. Nếu mốc vợ vẫn đi làm mà vẫn đi đêm vậy đó. Thì công việc có vợ thì phải chịu thôi chứ. Nếu như mà tại vì cái nghề của bệnh viện là cũng thật sự là nghề rất cao quý. Thì làm đêm thì nói chung làm nguyên đêm. Làm nguyên đêm luôn. Bữa nào anh nhớ quá rồi anh đem gối tới bệnh viện ngủ chung luôn được không? Quan trọng qua được là mấy lớp bảo vệ là được ạ. Còn là em thì hoan nghênh hơn. Vậy ly cà phê xong chị? Ly cà phê xong chứ gì, dễ vợ mà đúng không? Bồ bịch thì nó sợ có gì ghen tuông tâm cho vô, chứ vợ người ta cho vô. Mỗi bạn sẽ bóc một lá bài ha.
trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Chương trình đưa ra chứ không phải chị Tường đưa ra nha. Mình thực hiện những yêu cầu trong này để cho nó vui, để cho các bạn có cơ hội tiếp cận với nhau hoặc là hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, ưu tiên bạn gái trước. Đọc lớn lên. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Em nghĩ là Candy ạ. Là Candy. Là kẹo gì? Kẹo ngọt rồi, nói với ảnh đi. Candy. Đi sao? Nói sao chứ? Trời ơi, nhìn ảnh đi, nhìn tôi làm chi thôi, tôi quay chỗ khác, tôi đi chỗ khác nè. Chào anh Candy. Trời ơi, cái đó phải chào, người ta là gọi tình cảm, có nghĩa là hai người đã thương nhau rồi, đã yêu nhau rồi, đúng không? Đặt tên người ta biệt danh, bây giờ gọi người ta, ví dụ như anh ơi, vậy đó, thí dụ kiểu vậy đó. Chứ không phải là chào anh gì, nãy giờ chào gì nữa. Làm lại đi. Trời ơi, khó à. Nhìn vô người ta đàng hoàng, nhìn ảnh. Hai anh. Cái gì hai Candy anh? Candy của em. Trời ơi, Candy của em. Chị bên đây người ta gọi, bên đây cười. Mắc cỡ gì nữa. Rồi tới em. Cười vui. Vui không? Vui. Candy của em, nhớ nha. Mốt của em khác mà mệt lắm ạ. Đọc lớn lên coi. Bạn nam hát, bạn nữ múa minh họa hoặc ngược lại. Thôi để em hát. Em hát? Dạ. Rồi em hát bài gì? Một con vịt đi ha. Trời ơi, rồi ra đây, xin mời em ra sân khấu, này là của em. Biết bài một con vịt không? Chắc biết chứ. Rồi đứng hỗ trợ ảnh đi, em đứng hát bên đó, rồi ảnh múa bên này. Một con vịt sẽ là hai cây canh. Ủa, cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Làm lại, con vịt gì kỳ vậy? 2, 3. Một con vịt sẽ là hai cây canh. Nó kêu rạc có con hoa. Gặp hồ nước nó bị bà bị bao. Lúc lên bờ tới cái canh cho khô. Tới cái canh cho khô. Trời ơi, ông làm chán quá, tao không bơi rồi, phải bơi rồi. Có được có cái cọp 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 rồi chứ không được gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ hỏi hai bạn một lần nữa nè. Bây giờ còn những cái chuyện gì mà mình nãy giờ mình chứ, ví dụ như là, ví dụ sau này kết hôn với nhau thì quan điểm của em là kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc là vợ chị ạ. Tại vì nữ thì cái gì chi tiêu hợp lý hơn là nam nhiều. Ừ. Có khi nào vũ phu không? Dạ không, em không thích, có ghét nhất những người đánh phụ nữ. Ví dụ như lúc mà em giận hay là có gì đó bất đồng trong gia đình thì em muốn cách giải quyết như thế nào? Dạ, em nếu mà bất đồng quan điểm hay gì thì em nghĩ là cũng cho thời gian suy nghĩ xong rồi sẽ nói với nhau chứ không có im lại. Nhưng mà cuối cùng rồi một cái vấn đề đó nó vẫn bất đồng quan điểm thì cuối cùng ai sẽ là người quyết định? Nếu mà tới mức mà khó, tức là khó giải quyết thì cần một người nào đó mà mình tin tưởng trong gia đình, người đó sẽ là người đứng ra mình giải quyết. Có nghĩa là mình nếu hai đứa không giải quyết được thì mình sẽ tìm một người thứ ba. Yeah. Một cái người nào đó mà có uy tín giữa hai bạn. Yeah. Đúng không? Ví dụ là ba mẹ, anh chị bạn hoặc là cũng có thể bạn bè mà người mà mình có thể tin tưởng được. Yeah. Đó cũng là một cách giải quyết rất hay. Thế em nghĩ trong gia đình thì ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Em nghĩ chắc là nam quyết định. Lý do tại sao em nghĩ vậy? Tại vì người chồng thì có sự quyết đoán nó vẫn tốt hơn là đấy. Còn nếu như không thì là mình, người chồng sẽ là hỏi ý kiến của vợ rồi tham khảo rồi đó sau đó quyết định sau cũng được. Ừ. Nhưng mà tốt nhất là có một cái việc gì đó chẳng như mình hỏi là vợ ơi cái như này này kia rồi xong nó mình quyết định. Vậy là hỏi cho có lệ thôi. Có không, ý là tham khảo chẳng như có được, có nên hay không á. Ừ. Rồi mà vợ nói không là cũng kệ, vợ vẫn làm. Không thì mình phải suy nghĩ lại chứ. Để lý do tại sao. Rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên ý kiến của vợ. Tự nhiên vợ nói cũng như không, mình vẫn quyết định rồi thì hỏi làm gì? Để ý nói là tham khảo ý kiến. Tham khảo, nhưng mà nếu vợ nói đúng thì vẫn theo ý kiến dạ, của vợ. Rồi, dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi, đó là thời gian tìm hiểu, nói chuyện nãy giờ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng nhau qua trái tim này ha. Và bây giờ chị cho các bạn 30 giây nữa thôi, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Rồi cuối cùng mỗi người sẽ nói một câu nữa về đối phương. Bây giờ mình đang nghĩ gì? Cảm xúc của mình như thế nào? Hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào? Trước khi chúng ta quyết định là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời hai bạn hãy nhìn nhau đi. Đây là một cái duyên. Anh hy vọng là mình sẽ trao nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau. Nếu như được thì mình là tiến tới xa hơn. Còn không thì là bạn. Nếu như được mà không có cái bé thứ hai. Còn nếu như không thì có thì như là... anh hy vọng chắc là chắn là được. Em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng tự tìm hiểu và tạo cơ hội cho nhau nhiều. Để có thể chia sẻ được. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý trở thành bạn trai bạn gái với nhau, tìm hiểu nhau để tiến xa hơn.
Còn cái chuyện tiến xa được bao nhiêu là do cái sự vun đắp của hai bạn. Nhưng mà khi đã bấm nút là chúng ta quyết định là chúng ta tìm hiểu nhau, chứ không phải đây là cái nút bấm mà để mà làm bạn hay nói chuyện hay uống ly cà phê rồi thôi rồi giải tán, là không phải. Cho nên mình suy nghĩ thật kỹ, lúc này có rất là nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm là mình trao đi cái duyên, rồi mất duyên, hiểu không? Nếu mình thích, rung động, rõ ràng mình thấy là cái anh này hay là cái cô này đúng là cái mẫu người mình thích nè, có thể có tiềm năng tiến tới xa được thì mình mới bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy không, người này không phải cái người tôi mong muốn, thì chúng ta không cần vì lịch sự, không cần vì bất cứ một điều gì hết. Mình chỉ bấm bằng trái tim của mình, bằng lý trí, bằng suy nghĩ của mình thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm á, nhắm mắt lại. 1 2 3 Có bấm không vậy? Được có. Bấm rồi sao nó không xong vậy? Ủa vậy bên này sao bấm không vô vậy? Để bên này. À. Có bấm không vậy? Có chứ. Có hả? Dạ. Sao nó không cháy đèn? Do điện. Do điện? Dạ. Chắc bị chập điện quá. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và chị Tường sẽ hy vọng rằng hai bạn sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, để có thể sớm đưa ra quyết định về chung một nhà. Và để kỷ niệm cho ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, xin mời hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên. Không, hôn má. Có xem chương trình Hẹn Chưa chưa? Chị đâu chán. Trời ơi, mắc cỡ e thẹn nữa. Dạ. Em rồi. Em tên Nguyễn Thanh Thương, sinh 15 tháng 9 năm 1992. Rồi, tiếp tục. Quê quán Thái Bình. Hiện tại Phương đang ở đâu? Em ở tỉnh Bình Phước anh. Ok. Đang ở Bình Phước. Bạn làm công việc gì? À, dạ em làm tóc nữ anh. Làm tóc nữ. Rồi. Thu nhập bình quân của mình là bao nhiêu? Nó tùy theo thời điểm anh ơi. Nếu mà trung bình. Anh lấy cái trung bình hơn, lấy theo từng mức tháng lương. Trung bình. Trung bình tầm mười mấy triệu anh ơi, tầm 15 triệu. Rồi. Chị, bạn là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Vẻ thôi anh. Điểm mạnh điểm yếu á? Điểm mạnh của em là điểm mạnh của em là thích kinh doanh, là làm ăn. Và làm ăn. Yếu của em là bất ước. Thấy người ta vô em làm tóc á, em thấy người ta tội là tự nhiên em muốn cho người ta tiền với mua gạo cho người ta luôn à. Người ta tội. Thôi vậy á. Ok. Trước giờ bạn có mấy mối tình? Dạ em có gia đình anh, mà em chia tay lâu rồi. À, đã từng đổ vỡ. Dạ. Có con không ạ? Dạ có một đứa, dạ có con anh. Có cháu mấy tuổi, đang ở đâu ạ? À? Dạ anh ở chung với em luôn anh, ở từ nhỏ lớn với em luôn, năm nay lên lớp 3. Nay lên lớp 3. Dạ 8 tuổi. 8 tuổi à? Dạ. Rồi. Hai anh chị sống với nhau được bao nhiêu lâu mà lý do chia tay là gì? Nếu mà lý do chia tay á, giờ em cũng chưa biết nữa. Tại vì em nghĩ là do là không hợp với hai nữa. Thì công việc em nhiều quá, em mất chăm sóc cho người phụ nữ của em. Nên ở nhà tự đi anh ơi. Lúc cái thời điểm mà chia tay đấy là anh làm công việc gì? Dạ em làm tóc nữ rồi, với em đi mua cây, em mua cao su. Rồi người phụ nữ. Thế là cô ấy ở nhà, cô ấy, tự động cô ấy buồn quá rồi cô ấy đi thôi. Dạ đi về ngoại chơi, xin đi về ngoại chơi tầm nửa tháng một tháng em, xong rồi em đi công việc về, em hỏi ba mẹ em sao đi, thì nó nói nó đi không về nữa. Xong rồi nó viết bên lên tò, xong rồi nó viết ở trên tò là nó không chu cấp, không nuôi con. Vậy thôi, từ lúc đó là em cũng không gặp vợ em nữa. À, không chu cấp, không nuôi con. Dạ, mà hai vợ chồng cũng chẳng cãi vã, mà chẳng đánh nhau, chẳng chửi với bố với ai hết á. Tự vậy à. Rồi, thế vậy là mẹ của em bé nó cũng chả gặp lại em bé nữa hả? Dạ không anh.
Hai anh chị sống với nhau là bao nhiêu lâu? Dạ sống với nhau năm nay nó 8 tuổi mà ly dị được 3 năm, hơn 3 năm nữa. Dạ vâng. Nghĩa là anh ấy ly dị được hơn 3 năm rồi. Năm thứ 2 rồi. Ok. Nhà vợ ở đâu mà sao người ta lại không có qua lại hay như nào nhỉ? Con cái nhà, nhà cách nhau, nhà em ở Bình Phước, nhà bé đó cũng ở Bình Phước luôn mà không có qua lại, ông bà ngoại cũng không ai qua lại luôn, chẳng thăm hỏi luôn, từ lúc mà đi học mẫu giáo cho đến giờ học lớp 3 luôn cũng không gặp. Mà có cháu mà không gặp đúng không? Dạ, bên ngoài. Chứ em cho gặp thường xuyên luôn mà cũng không điện, cũng không chịu gặp mà. À. Mẹ cháu không gặp đâu. Dạ. Chắc mẹ cháu chắc có vấn đề gì nên mẹ cháu không có lên thăm cháu. Nghĩa là cái lý do đấy anh cũng đến bây giờ anh cũng chưa biết. Dạ, đến giờ luôn á, từ lúc mà đi lúc ly dị á, em cũng không biết luôn. Viết đơn để trên tò á, xong hai cha con em ký ngày hôm đó là giờ em nó đi với cái anh nào đi chiếc xe hơi lên ký mà giờ em nó cũng không nhìn mặt cô luôn, xong rồi nó viết đơn nó giật trên đó xong nó kêu em lên ký xong rồi nó lên xe nó đi về luôn. Rồi. Chị em hiểu hoàn cảnh rồi. Thì bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một cái mẫu hình như nào anh ha? Dạ biết về quản lý tiền xá rồi biết chăm sóc chồng con hết từng thấy là ok quá. Thế cái tiệm tóc nữ bây giờ là mình là chủ tiệm hay? Dạ em là chủ anh, em đang ở tiệm em luôn nè. À chủ tiệm tóc rồi. Nói chung là quản lý tiệm, vậy thì anh tìm một cô gái chưa có công việc làm xong rồi cho cô làm luôn. Có, bây giờ mà một cô gái đổ vợ cũng được mà không đổ vợ cũng được thì theo duyên anh. Đúng rồi, nhưng mà công việc của người ta thì anh thấy như nào? Tại vì anh muốn là một cái cô gái có thể quản lý tiệm thì cô này phải là công việc chưa có. Dạ, việc có hay không có em cũng không quan trọng, quan trọng là về thì vợ chồng nó giúp đỡ nhau. Chứ tức là một người phụ nữ là biết cách ăn mặc nè, biết cách ăn mặc mà sang trọng một tí là được. Tại vì em làm nghề đó. À. Tại em làm nghề phụ nữ càng xinh đẹp em càng thích thú. Rồi. Ok. Còn về ngoại hình sao? Bình thường em. Chiều cao mập ốm bình thường ấy, năm anh hợp là được à. Em không có cái chọn anh rồi. Anh không thích phụ nữ như nào? À, quản lý mình quá, quản lý trong công việc mình quá nhiều thứ trong nghề đó em. À. Giao tư rồi giao tiếp với khách hàng mà đừng nên quản lý quá. Rồi, ok. Ok em Quản, cảm ơn anh Thương nhé. Thì chương trình sẽ tìm được cái người phù hợp xong rồi có gì sẽ liên hệ với lại anh Thương ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn chương trình nghe. Dạ. 6 tháng 9 1988 ạ. Công việc nghề nghiệp quê quán anh ơi. À, công việc của em hiện tại đang làm nội thất ạ. Quê của em thì ở Thanh Hóa, hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Hiện tại đang làm Bình Dương, thu nhập một tháng của anh bao nhiêu ạ? Hiện tại thì thu nhập của em là 10 triệu. Rồi. Thu nhập 10 triệu tháng. Rồi anh Vương là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn ạ. Còn điểm yếu thì em thường ít khi mà được rè trước đám đông ạ. Rồi rè trước đám đông. Ok. Anh có từng kết hôn chưa? Dạ em đang còn độc thân anh. Trước giờ anh có mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua 2 mối tình anh. Mối tình sâu đậm nhất là bao nhiêu lâu ạ? 2 năm. Lâu nhất là 2 năm.
Rồi. Thì mối tình đó tại sao mà chia tay? Tại vì không hợp nhau, người ta còn nhỏ tuổi quá nên là chia tay. Sợ anh nói cụ thể hơn dùm em, tại sao lý do sao là cái cuộc tình đó mình lại chia tay, vì lý do gì? Có nghĩa là mình lớn tuổi hơn người ta nhiều quá ấy, nên là thấy không hợp ấy. Bạn là sinh năm bao nhiêu ạ? Bạn bạn đó sinh năm bao nhiêu hả anh? Alo. Dạ vâng, em nghe nha. Bạn đó sinh năm bao nhiêu mà lớn tuổi hơn ạ? Ý là em lớn tuổi hơn người ta, người ta sinh 2003 anh. À. Người ta nhỏ tuổi hơn mình quá nên là không hợp nhau ấy. Rồi. À, bây giờ anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? À, em muốn tìm một bạn gái độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi anh. Mẹ đơn thân cũng được. Có con thì sao? Em thích mẹ đơn thân, có con cũng được. Rồi, anh thích mẹ đơn thân luôn. Rồi, thích mẹ đơn thân. Ở ngoại hình thì sao? Chiều cao như thế nào? Mập, ốm là sao? À, ngoại hình thì không quan trọng đâu. Chiều cao thì cũng đừng có cao quá, tại vì mình cũng hơi thấp. Anh mét mấy nhỉ? Em có mét 6 anh. Anh có mét 6 sao? Vâng. Là anh mét 6 rồi. Mập hay ốm hay gầy hay sao? Em à? Bạn gái đang hỏi về mẫu em... người mà. Mẫu người bạn gái bạn của anh. Gái. Bạn gái thì người bình thường thôi. Công việc của bạn ấy như nào thì phù hợp với anh? Công việc của bạn ấy có thể là làm công nhân cũng được. Rồi. Bạn ấy ở tỉnh thành nào thì phù hợp để anh nhận hò? Là nếu mà hiện tại em ở Bình Dương thì Bình Dương cũng được, ở ngoài Bắc cũng được. Ngoài Bắc cũng được. Ngoài Bắc thì phải yêu xa. Tại vì em ở quê ở ngoài Bắc nên em có hay về Bắc. Nên rồi. Ở Bình Dương thì càng tốt đấy. Rồi, ok. Em cảm ơn anh Vương nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên. Thì nếu mà tìm được cái người phù hợp với lại những tiêu chí của anh thì chương trình sẽ liên hệ lại ạ. Dạ vâng.